好，各位好，现在阿贤站在那个第五区的有一个小红红里，我们叫这个号死房哈，在这个206B 神心道界啊，这个小房是不是在这个福建门市100多年的历史了？这个它的名字这园林的就是豪就是豪侠的豪。死的文史的史哈，也有这个说法，就是以前在这里是这个工人去他们做的这个肥皂跟这个做大米的哈，他的老板叫浩史的名字所以的这个浩史房也就这个来取名的。现在他们以前也是个老公寓，我们都可以进去看一下哈。这个他们还称为这个岘港的小胡同里。政府听说政府这几年有规划，这个这里的居民就是搬到这个其他的地方。好，我们先进去看一下哈。进去有个小咖啡馆哈，这咖啡馆他们买一个桌子，几个桌子跟这个椅子，坐在这边喝咖啡边聊。好的，我们走进去。这里也有很多的华人，主要会是广东跟这个潮州海南岛的人口。也有个传说，叫以前1010年。1010年这个当时的这个首富叫许本和，他们正常叫这个和树，就建这个两边的公寓，然后给两排给这个别人住的地方哈。有华人的风格哈，五福临门，还有这个天官，这个土地公，这个摆布。这里他们说话都是广东话跟潮州话。有个很旧的哈，很旧的公寓。这里有个通道就到这个无玄界。这条路是路欧元吗？是的。我刚才很特别。chú cũng là người Hoa luôn hả? Chú là người Quảng hay người Tiều? Tại con cũng đang làm một cái kênh về dành cho người Hoa bên nước ngoài á, nên là nói tiếng phổ thông, chú biết tiếng phổ thông không? Chút xíu. Dạ. Cái lão bài xin là Quảng Đông, cho Quảng Đông Hoa, hay ý kiến tiền phổ thông Hoa. Tại mà là nghe đó là có nhiều có lò lò quay phim những cái vậy gì? Dạ. Thì ở đây có rất là nhiều đồng quay phim á, với lại những ca sĩ. Ở đây nhớ rất là cũ kỹ rồi hả chú Hoa? Ở đây mình ở sống ở đây bao lâu rồi nhỉ? Chút 55. Dạ.
Ở đây còn những người sống rất là lâu ở đây rồi. Ở trong mình sân đây rất là nhiều đời rồi chú hả? Trăm năm hẻm này cũng trăm năm có rồi chú hả? Cũng có nhiều họ là mấy đời rồi. Dạ. Thấy gà rất là cũ kỹ rồi. Cái này từ ở kỳ khác. Cảm ơn sư phép đi bên phía trước xong có gì không? Cái tả là cả trăm tuổi cho các tả ngồi ở trong. À cái bà cũng ngồi phía trước đó hả? Dạ. Cái gì vậy? 有说生意小生意的哈啊那位这个前面那个叔叔说前面那个老太婆她一百多年了啊一百多岁了一百岁了那位名气 không biết gì bà chỉ biết tiếng Quảng thôi đúng không? Chị Hiền không biết nói tiếng Quảng. Dạ. Mà nó không xét. Giờ tôi không biết nói sao tôi bỗng dám được bà. Cho có anh nào làm phiên dịch đi. Lì xeo đó có xeo hủ thống bị suy lão tờ. Lão thai thai. Tha chờ chiều sử tôi xoay phai với bài xoay là hả tôi? Bà có đem ngại đi. Đi xuất xây bọn không bị quay. Mày chỗ quay. Mày chỗ quay đi không bị à. Là đừng có quay bà. Dạ. Tại vì em quay em thấy bà cứ che. Dạ con cảm ơn dạ, bà. Dạ con cảm ơn bà. Dạ. Dạ. Xin thiên thai, xa ta yu, xin xa xa ta yu ha. Xin xa hủ chú miễn sư, xin thiên yu thái phong. Ta kàn, ta kàn, ta mần yu lẻng trấn ha, y trấn hư xa mên chú lẻng lẻng. Xa mên yu sư chú chú tờ tí phang. Ta kàn, ta kàn, ta kàn. Nó bên hãy yu cơ xẻo chéo lẻng chè. Lẻng thiên. Đấy sao lúc gọi cho tấn sở sang suy để các cháu phai cho anh sao à phai cho cái sức kín hả em nghe hào sĩ là tên của người chủ thân nhân của người này còn phường là như là cái phường ngày xưa mình làm bánh xà lan từ cái thôn mình là người sống.